Công an huyện Xuân Lộc vừa tiến hành bắt giữ nhóm đối tượng ngụ tại huyện Xuân Lộc để điều tra làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích ở xã Xuân Hòa, đồng thời tiến hành truy bắt các đối tượng còn lại để xử lý theo quy định của pháp luật. Trước đó, do mâu thuẫn giữa Tổ Tiến 19 tuổi và Nguyễn Đôn Phước Thiện 21 tuổi, cả hai cùng ngụ tại xã Xuân Hòa, Tiến đã rủ 5 đối tượng gồm Trần Thái Dương 18 tuổi, Trần Nguyên Vũ 18 tuổi, Võ Sĩ 17 tuổi, Nguyễn Quốc Hùng 17 tuổi, Nguyễn Tiến Đạt 16 tuổi. Cả năm cùng ngụ tại xã Xuân Hòa, cùng một số đối tượng khác chưa rõ lai lịch mang theo 3 con dao tự chế đến nhà để đánh Thiện. Khi đến nơi, chúng dùng đá ném vào nhà, dùng dao rựa chém vào cổng. Khi Thiện và ông Nguyễn Đôn Thịnh 44 tuổi là bố ruột của Thiện phòng về, thì Tiến xông vào dùng dao tự chế chém vào cánh tay trái của ông Thịnh gây thương tích. Sau đó, cả bọn tẩu thoát. Vào cuộc điều tra, công an huyện Xuân Lộc đã tiến hành bắt giữ các đối tượng tham gia vụ ẩu đả, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.